Ngoại trưởng John Kerry tổ chức yến tiệc vinh danh tổng thống Nam Hàn tin từ Washington DC. Ngoại trưởng ông John Kerry tổ chức yến tiệc vinh danh tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye một ngày sau khi bà đến Washington DC. Đây là chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày của bà Park tại Hoa Kỳ. Trước khi yến tiệc bắt đầu, ông John Kerry đã đọc bài diễn văn ngắn chào mừng và tôn vinh Tổng thống Nam Hàn. Ông cho biết là sự hiện diện của bà Tổng thống là niềm vinh dự của hơn 2 triệu người Nam Hàn và người Mỹ gốc Hàn đang sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ. Những người này đóng góp rất nhiều vào kinh tế và xã hội Hoa Kỳ, cũng như giúp mang đến sự vững chắc cho mối quan hệ song phương của hai quốc gia theo ngoại trưởng kerry chính phủ hoa kỳ và nam hàn hầu như tham khảo ý kiến của nhau và làm việc chặt chẽ với nhau mỗi ngày về các vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với hai quốc gia đó là những vấn đề có liên quan đến cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và khủng bố công cuộc theo đuổi hòa bình tôn trọng nhân quyền và các quy định của pháp luật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững